Bánh mochi nóng hổi đang hot trend này bây giờ nhá. Mình phải về mình đu trên ngay cho nó nóng mới được. À, bánh mochi mà chấm sữa mà full topping thì mùi vị nó như thế nào? Ôi dồi ôi, tuyệt clavơi luôn. Ôi dồi ôi, được rồi, bây giờ mình phải ra về nhà mình ăn ngay cho nóng mới được. Mochi, mochi, mochi. Đó. Ôi trời ơi, thanh thần đi địa tôi ơi. Mày vào tao mà. Anh đi anh không phải em hả? Còn lằng nhằng còn cãi. Còn hôm nay là như thế này nhá, em nói với anh là hôm nay là em đang rất là vui, nên là em sẽ tha thứ cho anh. À, bây giờ anh lướt đi, anh đi đi. Anh lướt đi luôn á. Anh lướt đi trước khi em thay đổi tính nhá. Thưa em. Nhưng mà này, cái gì đây? Bánh em mới mua, anh biết. Mới mua hả? Hỏi. Bánh mochi đang hot trend đấy. Hot trend à? Vâng. Anh biết thừa là anh đang đói bụng mà mày tốt bụng mày mua cho anh đúng không? Tốt bụng á? Tốt bụng mà đi vào rừng bơ mà bơi cho tốt của anh nhá. Em xem thôi, em xem tí. Tí em. Trend mà hot trend mà xem tí thôi. Này cho xem này, sờ cái này. Đâu? Ấy chà. Anh xem tí không được à? Thế anh cầm của em rồi bây giờ xem rồi đấy, trả lại đây cho em đi. Đây giờ mới xem rõ ràng này. Fenanten à, Zanenten mochi. Thôi mày cho anh đi. Cái gì mà cho này, anh đang ảo tưởng à? Em làm gì em ngu mà em lại phải mua cho anh em chưa được ăn cơ mà. Mày cho anh mày biết từ sáng giờ đó bụng đâu ngót này. Đang đi ăn trực nhưng mà không cua. Không em không đến nổi tới bụng em cho anh đâu. Cả đi cho một không thì cho một cái ăn được này. Không được, em chưa được ăn cơ mà. Cảm ơn em, anh nghe thấy lời chua của em. Thanks you nhá. Anh sẽ ăn thật là ngon miệng. Ok anh nữa. Ôi trời ơi lại lấy bánh của em rồi mới dám ăn mà lừa em là sao? Trả lại bánh của em đi. Rồi, kiểu gì em cũng phải về máy anh tưởng thôi. Anh hãy đợi đấy nha. Anh Tượng ơi! Anh Tượng! Bực mình nha. Anh Tượng ơi! Ơ kìa, đi đâu rồi nhờ? Anh Tượng ơi! Bực mình nha. Cái lúc cần thì lại không thấy, mà cái lúc không cần thì lúc đâu cũng thấy. Không, được rồi. Cái bánh mochi của mình ấy không thể để cho anh Lương lấy dễ dàng như vậy đâu. Ôi trời ơi, con bé này chân mà ngắn mà chạy nhanh thế nhỉ. Nhưng mà không nhanh bằng tao được. Thôi, vô quán nước nghỉ tí. À đi đi. Đấy. Đây à. Đấy. Đấy. Từ đó. Nào. Đây này. Đấy nữa này. Đây này. Thua chưa? Đấy tao bảo nước này đi sai là thua ngay cơ mà. Nói thì không nghe. Ô này, đi đâu đây? Ôi, hết rồi bạn. Muốn uống thì nào mà bỏ tiền ra uống chứ. Ai cho không ai. Ôi này. Ông bà này. Ô thằng em chưa trao phụ mà đã chạy rồi à? Bắt nạt mấy cái thằng con nít chơi cờ cà rô. Này, không phải thách nhá. Nãy giờ tôi phải thắng được đến 4-5 người đấy. Phét thế bạn thử đánh với tôi đi, xem ai là cao thủ. Nãy giờ chơi chán rồi, tôi cũng đang định đi về đây. Đấy, sợ đúng không? Sợ tôi đúng không? Cứ thử đánh đi rồi biết. Ai sợ ai? Chơi thì chơi. Nhưng mà chơi không thì không thú vị. Làm tí kèo đi. Kèo gì? Thấy không? Bây giờ gọi thêm một ấm chè với lại một đĩa hướng dương nữa. Ai thua người đấy trả tiền. Sao bạn khôn thế? Khôn cái gì? Sợ thua à? Sợ thì không sợ nhưng mà... Này, tao thấy gì nha. Thấy cái gì? Này, xong lại có bánh mà không mang ra chia cho anh em. Mang hay chơi kèo đi, nhanh lên. Hay là lại kẹt xí. Mà này, bây giờ như thế này nhá. Bạn mang hộp bánh đây đi. Bây giờ ai cứ thắng một ván là được ăn 2 cái. Thì coi như là công bằng, ai cũng được ăn. Sao? Không chơi tao đi về đấy. Từ đã được, tao nghĩ đã. Nghĩ cái gì mà nghĩ? Cái bánh này cũng không phải của mình. Của Thiên thì trả địa. Có hay nhỉ? Chơi này. Ôi trời kê luôn. Này, ai mà thua không? Trả tiền trà xanh này, hướng dương rồi trả tiền này luôn. Được rồi. 3 game tháng 3. À quên. 5 tháng 3. À, 5 tháng 3. Ok. Chơi bẩn. Rồi, mình vô đây. Vô đi. Rõ ràng là có chuông mà sao lại không nghe máy nhỉ? Anh Tượng nhiều khi bực mình ấy. Bắn con tê đi, tê. Bắn đi. Mày có im tao chơi không? Tao phá cho một cái thì đi. Có tí máu rồi. Bắn đi. Tại cái mặt mày đấy, cứ mồm mồm mà làm tao chết một mạng thôi. Làm tao chết mất một mạng. Có chuyện gì? Tao đang buồn lắm chú ạ. Sáng tao đang chơi game, đừng có làm phiền tao. Sáng nay cháu vừa bị anh Lương trôn trong một quả cay cực kỳ, nó cay đến tận não luôn này. Để mày có kể với tao thì tao không có giúp được mày đâu. Tức thì làm cái kem ăn cho bó Tức này. Tao hết tiền rồi. Còn có mấy đồng bạc sáng nay đi mua được cái bánh mochi xong cái anh Lương anh lừa anh lấy mất rồi còn đâu. Hay quá, hay quá. Mà đi tìm từ sáng đến giờ mà tìm anh Lương không thấy đâu nhá. Mà cháu hỏi chú này, chú biết anh Lương anh ở đâu không? Sáng nay cháu đi qua nhà cháu không thấy anh Lương ở nhà luôn á. Mày nghĩ thằng Lương nó ngu nó để cho mày tìm dễ thế à? Hả? Mày hỏi thế này, mày hỏi thằng này xem là có thấy cái thằng Lương đâu không? Tao chịu đấy. Thì cháu hỏi, cháu nói với chú là để cho chú giúp đỡ cháu chứ có phải cháu nói với chú để chú cười vào cái mặt cháu như thế đâu. Chú nói vào cái mặt cháu như thế à? Hỏi thằng Lương. À, có chuông này, có chuông này. Bắn đi. Không nghe máy. Ồ, nó tại cái mặt mày. À, thế không biết này. Gọi có chuông không nghe máy. Mày đập nhẹ cái chỗ tao làm ăn, mày cứ ra đây mày phá là sao nhỉ? Tôi nói với chú nha, chú làm ăn chú kiếm tiền như này à? Chú kiếm tiền để chú ngồi chú chơi game như này à? Rồi ai mua cho chú? Chú có tin là cháu phá luôn không? Cháu phá luôn cái bàn của chú luôn không? Cái chuyện gì thì từ từ nói chứ làm cái sao mà mày để cho tao chơi xong cái trận game mà tao đưa mày đi tìm được chưa? Chú nói thật không? Thật chứ đùa làm cái gì? Được rồi nha, thế mới phải là chú của cháu chứ nói đùa chứ chơi nhanh lên cháu là cháu đang gấp rút lắm rồi đấy nhá. Đi à đi mà cái thằng SB ngu thế này thì đánh cái gì? Bắn đi chú. Được chú. Đi ra quán bà Nga coi anh Lương với anh Tượng đánh cờ caro đi. Cái gì? Kìa, đứng im. Mới vừa nói cái gì? Ai đang đánh cờ caro ngoài quán bà Nga? Anh Tượng của anh Lương đang đánh căng lắm. Được rồi. Đi anh. Đi thôi. Mai quay lại nhá. Ok. À được rồi, bây giờ mình phải đi ra ngoài kia mình đòi lại bánh mới được, tức lắm rồi. Ui giời. Thôi, con này thằng Lương tới công chuyện với con Mi rồi. Này, đợi tao với, tao đi với. Cứ như này thì nó thắng mình mất. Đi nhanh lên. Đây. Đây này, thua chưa? Tao bảo đánh nhanh lên đi. Nói thì không nghe. Làm cái bánh nữa. Rồi, kẻ chơi bán mới đi. Này, bạn mua được hộp bánh này đâu mà ngon thế? Ăn gan đi, bạn cứ hỏi làm cái gì nhở? Thì tôi hỏi đây có biết đường mà mua cho Mi nó ăn. Chưa gì nó cứ nhảy sừng đi đấy. Rõ ràng là nhảy sừng lên cơ mà. Cái này bánh là bánh của em bạn mà. Mình phải tranh thủ đánh thắng mới được. Không được. Công nhận ngon thật đấy. Này. Rồi, chơi tiếp đi ông nội. Này. Tôi thấy nghi nhá. Bánh này bạn lấy của ai đấy? Bánh hàng xóm tặng tôi mà, cái nhung hàng xóm tặng tôi mà. Cái gì? Cái nhung mà cháu gái họ hàng với con gái ông trai ông nội chú hàng xóm đấy hả? À ừ đúng rồi, chuẩn rồi. Tôi nói thật bạn này, tôi hơi nổi tiếng ấy, đẹp trai này còn tốt tính nữa. Cứ gặp gái là đổ như vậy là cái gì nhỉ? Là mía đó. Đừng có bốc phét đi. Này, bạn đừng có tưởng là lấy được cái tên đấy ra mà qua mặt tôi nhá. Thôi chơi tiếp đi. Này, ván này bạn mà thua nữa là trả tiền nước chè với lại hướng dương đấy nhá. Rồi, biết rồi. Được rồi, suy nghĩ tí. Bây giờ làm sao thắng được ta? Thôi tôi chấp bạn đi trước á. Đã thua lại còn chấp đi trước. Thì hai quán trước coi như là nháp đi. Bây giờ tôi lật kèo lại bạn. Ok. Chắc chưa? Chắc. Lên. Đánh đi. Ra đòn. Đấy. Nào. Đi đi. Trời ơi suy nghĩ lâu thế. Đấy. Chắc chưa? Chắc. Tôi hỏng rồi. Thôi nha bạn này, bạn thấy Tâm phục khẩu phục chưa? Thôi, đi vô mà trả tiền nước đi. Phục tôi mà phục. Đấy là bạn ăn may thôi. Mà này, bạn mới thắng có 1 ván, đã còn 3 ván nữa cơ mà. Ừ, thắng sao cả, coi như là 2 cái bánh còn lại là của tôi. Được. Ô nhưng mà này, bạn thắng 2 ván, ăn 4 cái. Đúng rồi. Thế sao bây giờ còn 1 cái, một cái hộp 16 cái? Bạn làm rơi đúng không? Sao lại làm rơi? Nếu mà làm rơi thì tôi đã nói cho bạn rồi. À, hay là bạn chơi bẩn, bạn ăn mất 1 cái của tôi nữa đúng không? Sao đi? Chơi bẩn đấy bạn. À, hâm à? Tôi biết làm sao được. Anh Lương ăn gian dùng điện thoại tháng anh Tượng. Ô lại cái thằng kia! Sao mày ăn lấy con tao? Cái gì? Này, bạn chơi bẩn lại còn đòi tôi trả tiền nước nữa cơ à? Hả? Tôi không biết. Này! Láo tuyết. Trời ơi là trời. Đi đứng kiểu gì à, trời ơi, không biết là cái thằng nào đấy mà nó không có mắt, nó bị mù, nó vơi thức mà chấm ma mà đâm về người ta nhá. Tao mà biết đầu vào tao đánh chết luôn. Trời này. Đâu chú? Em. Hi anh. Em ba này. Em gái à, sao em lại ở đây nhỉ? Em á? Ừ. Chú Tú ơi, chú phải bắt anh Lương lại nhá, hôm nay là cháu phải trừng trị anh Lương, cho anh Lương chừa 1 trận. Trả anh cho em đi lên. Tâm, tao còng. Đúng rồi. Cái loại bạn tồi, tao nói thật, cái mặt mày nhá, mày nhớ cái mặt tao nhá. Mặt mày lúc nào tao cũng nhớ. Em ơi em, sao em lại biết anh ở đây đấy? Sao lại không biết được? Trái đất tròn mà. Tròn không? Tròn. Trả bánh đây cho em nhanh lên. Bánh gì? Anh có biết bánh gì đâu kìa. Bánh mochi của em ấy. Nhanh lên. Không giá bánh luôn, bánh chết rồi. À bánh à, bánh. Đây bánh đây. Chú Kiều. Rồi nha anh Lương, cái hôm nay nhất định em phải bắt được anh đứng lại cho em. Ôi trời bạn ơi. Anh Lương. Mày chạy đi đâu, mới chạy đi đây. Trả bánh người em đi. Ngồi xuống. Anh có biết cái bánh mochi gì của em đâu. Anh không biết bánh mochi là bánh gì mà anh lại nói tuyệt ra cái bánh mochi à? Không biết, đền cho em nhanh lên công hôm nay nhá. Em đố anh đi ra khỏi quán được, đền đi. Bánh mochi thằng Tượng ăn hết rồi đâu. Sao lại anh Tượng? Ê, cái gì? Không tin hỏi giờ này anh trai mày đó. Anh của em đâu? Cái gì? Sao lại tao? Bạn ăn hết cái bánh mochi gì? Bánh mochi của em. Bánh mochi là cái bánh này hả? Đúng không? Đấy này. Thì tao cũng ăn gần hết nhưng mà... Đấy, thấy không? Này, tao nói nghe này. Tao kết luận luôn, thằng Tượng ăn hết, thằng Tượng phải đền nhá. Ôi trời, sao anh lại ăn hết của em? Anh có biết là sáng nay em phải đứng hết xếp hàng cả một buổi sáng em mới mua được không? Nó ăn cơ mà. Ôi trời, bắt đền cho em đi. Đúng rồi, bắt đền cho nó đi. Được rồi, mua mấy cái bánh nữa mà cứ ở Mỹ hết ca lên. Thôi đi về đi, lát nữa tao làm cái bánh mochi ngon hơn cho mà ăn. Cái gì mà bánh mochi ngon hơn? Bánh mochi này á, anh đã làm bao giờ đâu mà anh bảo là ngon hơn. Mày đã về đâu mà biết, thôi tao về trước đây, không về thôi, ở đây. Cố à, trời em. Trời em. Đợi tao với. Này, chờ tao với, chờ tao. Này đi hết là ai trả tiền nước. Mày trả cho con ai nữa này. Buồn già. Trời ơi. Này. Ơ này, đi đâu mà vội thế? Trả tiền nước đi. Ấm chè 30.000, với hạt hướng dương 15.000 đã 45.000. Trả đi, hôm nay tao không cho nợ đâu. Thế, nhưng mà có phải mình cháu uống đâu. Thằng Tượng cũng uống mà, cô phải gọi thằng Tượng lại trả tiền với cháu nữa chứ. Tao không biết, tao thấy có mình mày thôi. Mày trả đi, đi đâu thì đi. Rồi. Anh Tượng ơi, đói quá. Anh Lục đi về đi. Về gì? Tao có ăn đâu mà tao về. Chứ có gì nữa. Tượng ăn mà. Anh Tượng, nhưng mà anh không ăn trộm của em thì làm sao mà nữa được. Đừng có nhâm nhiêu nó đau đầu quá. Đây, đây rồi. Ngô chi thơm ngon của anh Được đến đây mọi người ơi. Ai chà. Này, không phải một loại mà rất nhiều loại đấy. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Nhưng mà em vẫn là còn tiếc cái hộp bánh hồi sáng của em. Tiếc cái gì nữa mà tiếc. Ăn đi. Em ăn miếng. Tôi thích màu xanh. Màu đỏ này. Em màu đỏ à. Rồi. Chú cứ lấy ở mồ. Nào, thế có ăn không? Không ăn thì mang đi. Có em ăn mà. Cho em cái màu đỏ đi. Bạn Tượng giỏi quá, bạn Tượng 10 điểm. Ngon tuyệt cả là vời luôn. Oh, bánh mochi thơm ngon đặc biệt. Ngon lắm nha, dai dẻo dẻo nha. Xem nào. Khuấy đều này. Nhúng vô hết cả tay luôn. Ui giời. Trời béo quá bạn ơi. Ngon. Ai trời ơi bạn ơi. Ngon. Bạn ơi sao bạn giỏi, cái món gì bạn cũng làm được là như nào? Cái này thì nó thế thôi chứ làm đơn giản lắm. Này nha. Nếu mà mày muốn đó, ra tao dạy cho mày cách làm. Không em có anh rồi cần gì em phải anh phải dạy em gì nữa. Anh nói sao không? Anh Tượng làm giỏi như này á, sao phải đi làm đầu bếp ở nhà hàng 5 sao? Rồi bởi nên nó mới thật mà. Bây giờ em có anh rồi em cần gì em phải học nấu ăn làm cái gì, em cũng chẳng phải đi lấy chồng. Anh Dường nha. Hả? Cái vụ bánh mochi là chưa xong với em đâu. Xong rồi chứ, ăn rồi chứ. Ăn xong miếng này em mới đứng em mới đánh một trận mới được. Anh Trọng. Anh dám lấy bánh mochi của em mà. Tưởng ăn hết mà, ok. Đây chả biết gì đây ngủ ăn. Lấy bánh mochi của em à. Đây, anh Cường đây. Em. Trời ơi. Anh Cường ơi. Đưa bánh đây. Trả cho em. Đây. Đố nó lên tao. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi hết tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một subscribe, một comment, một like nữa.